Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Ngày nay, nhân loại chúng ta đã không còn nói đến căn bệnh dịch hạch như là một cái nguy cơ có thể sát hại loài người như những cái thế hệ, những thế kỷ trước đây. Nhưng hôm nay thì căn bệnh dịch hạch lại trở lại một trong những sự kiện đã làm cho người ta quan tâm rất nhiều. Anh Tuấn theo dõi tin tức thì thấy dịch hạch đang lan tràn như thế nào, thưa anh Tuấn? Khi mà nhắc tới dịch hạch là nhắc tới quá khứ, từ thời Trung Cổ. Dường như chúng ta tưởng tượng đâu là dịch hạch đã không còn nữa. Tuy nhiên thì ở ngay tại vùng Đức Madagascar thì dịch hạch vẫn đang tiếp tục coi như là bùng phát và thậm chí là đến sớm hơn ở ngay tại mảnh đất này. Cho biết rằng đã có ít nhất là 400 trường hợp và theo như tin tức từ bên phía giới truyền thông cho biết rằng đã có tới hơn 45 trường hợp đã bị thiệt mạng do bệnh dịch hạch. Mà cái điều căn bản của dịch hạch, nhất là dịch hạch ở ngay tại Madagascar, đó là dịch hạch thể phổi, tức là khi ho trong không khí có thể lây lan trong không khí. Đó là lý do mà ở ngay tại vùng đất này đã cảnh báo một trong những sự nguy hiểm. Cho đến thời điểm hiện tại thì Hội Hồng Thập Tự cũng giống như Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho biết rằng họ đã huy động những một số tiền và hàng trăm ngàn những cái vaccine để có thể gửi tới vùng đất này để ngăn chặn cái tình trạng là dịch hạch đang lan tràn ở đây. Khi mà dịch hạch lan tràn, thưa anh, thì như trong quá khứ nó đã tàn sát tới cả hàng triệu người quá khứ thời Trung Cổ. Vâng, nhưng mà thời trước đây chứ còn sau này thì người ta hình như người ta đã là coi như với tất cả những cái khám phá của về ngành y dược, về kháng sinh và người ta đã hủy diệt. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay tại Madagascar là cái bệnh dịch hạch đã nổi lên và giết chết một cái số người cũng có thể nói rất lớn như vậy. Hình như là do những cái con gián, con bà truyền qua những cái con chuột và đi những cái vi khuẩn hay là vi trùng đó nó truyền vào con người, phải không? Dạ vâng. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin liên quan đến một căn bệnh hiếm nghèo mà đã từ lâu chúng ta không nói đến, đó là căn bệnh dịch hạch hiện nay đã tái xuất hiện tại thành phố tiểu một trong những quốc gia có tên là Madagascar. Hôm nay thì chúng ta phải trở lại North Korea. Tất cả những chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua khi tình hình có thể nói căng thẳng giữa Hoa Kỳ và North Korea lại một lần nữa bùng nổ, bộc phát một cách có thể nói làm cho tất cả các nhà báo, tất cả những thông tín viên đều đổ dồn về tất cả những hoạt động quân sự tại Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã nói với các quốc gia vào ngày thứ hai tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc qua Ủy ban Thường trực của Đại hội đồng Bảo, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là để tránh tham dự vào chiến dịch quân sự nhằm bao vây Bắc Korea, tự nhiên là North Korea. Điều đó cho thấy rằng Hoa Kỳ đã gặp phải một cái sự cảnh báo rất là quan trọng với Bắc Triều Tiên và họ nói rằng tất cả những cái hành động nào mà có tính cách đe dọa quân sự với sự hợp tác của quốc gia nào thì có thể phải nhận lấy sự trả đũa của họ bằng những cái gọi là hành động đón nhận vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mối đe dọa này đã được ban hành tại Liên Hợp Quốc, nơi Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên có tên là Kim In-ryong đã chuẩn bị lời nhận xét cho một cuộc trao đổi về vũ khí hạt nhân tại một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông ta kết luận và ông ta đã nói rằng, tôi không có thể đọc được cái lời đe dọa nào. Chừng nào quý vị không tham gia vào các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ chống lại Triều Tiên, chúng tôi không có ý định sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào khác. Đó là lời tuyên bố chuẩn bị đã đưa ra trước Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc do Đại sứ Bắc Hàn, thưa anh Tuấn. Cũng như tin tức cho biết rằng ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết là sẽ không có bất kỳ những cái quan hệ ngoại giao hay là có bất kỳ những cái hội đàm ngoại giao về cái tình hình phát triển vũ khí quân sự cũng như vũ khí nguyên tử bên phía Bắc Hàn. Trước đó thì Phó Chủ tịch Quốc hội Bắc Hàn, đó là ông Anton Chun, nói chính những lời phát biểu của bên phía Hoa Kỳ
về Bắc Hàn đã đẩy nên một cái tình cảnh mà họ nói rằng có thể sẽ cho bắn những quả hỏa tiễn hạt nhân bất cứ lúc nào. Chính ông cũng nói ở ngay tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, ông nói là từ áp lực của bên chính phủ Hoa Kỳ, từ lời nói của Tổng thống Donald Trump, đó là lý do mà để cho chính phủ Bắc Hàn không những không từ bỏ vũ khí nguyên tử mà thậm chí họ còn có quyền thủ đắc những cái loại vũ khí nguyên tử và phát triển những loại vũ khí này để bảo vệ chế độ của họ. Thưa anh, đó là những lời tuyên bố không có một cái căn bản thuyết phục. Nếu trước đây không có Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Barack Obama, họ có tiếp tục phát triển ngành gọi là hạt nhân của họ hay là không? Họ xem phát triển hạt nhân của họ là một trong những cái vấn đề gọi là bắt chẹt thế giới và để cho họ được thao túng về vấn đề mậu dịch kinh tế quốc dân của họ. Đây là một trong những sự kiện mà làm cho người ta chú ý. Và hôm qua thì trong một cái bài diễn văn, ông ta đã, một trong những nhân vật cao cấp của Bắc Hàn đã đưa ra toàn bộ đất liền Hoa Kỳ, ông ta đã đe dọa nha. Nói toàn bộ đất liền Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn của chúng tôi và nếu Mỹ can đảm xâm nhập lãnh thổ thiêng liêng của chúng tôi, thậm chí một in thôi, thì nó cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm trọng của chúng tôi ở bất kỳ nơi nào, bất cứ nơi nào ở trên thế giới. Đây có phải là một lời đe dọa có tính cách nghĩa là quá chừng mực hay là không? Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã đến một đỉnh điểm sau một cái cuộc thử tên lửa hạt nhân đe dọa các đồng minh Hoa Kỳ ở trong khu vực và cuộc trao đổi thù địch giữa Tổng thống Donald Trump và nhà độc tài Triều Tiên, đó là Kim Jong-un. Kim đã nói với Ủy ban giải trừ quân đội Liên Hợp Quốc rằng quốc gia của ông là quốc gia duy nhất bị đe dọa bởi mối đe dọa hạt nhân cực đoan và trực tiếp từ Hoa Kỳ và cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng tiến hành một hoạt động bí mật nhằm dỡ bỏ sự lãnh đạo tối cao của chúng tôi. Liệu tất cả những cái lời trình bày đó có được có tính cách thuyết phục với các thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hay là không? Và ông còn nói tiếp, trừ khi chính sách thù địch và mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ đã được tận diệt, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo vào các bản thương lượng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là những lời phát biểu của quan chức của Triều Tiên. Nhưng mà anh Tuấn nhìn lại vấn đề đến bây giờ thì có thể nói tình hình căng thẳng với một cái sự đe dọa của lực lượng của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản làm cho Bắc Triều Tiên phải đổ lỗi vào những cái sự kiện này là ở vào lỗi của Hoa Kỳ. Nhưng trước đây họ phát triển hạt nhân, họ tự động thử nghiệm tất cả các hỏa tiễn làm cho tình hình ở trên căng thẳng ở trong khu vực, thưa anh Tuấn. Dạ vâng, thưa quý vị, và cũng thêm một cái tin tức rất nhanh thôi, từ CNN người ta cho biết rằng, theo như thông tin từ tạp chí của những nhà tỷ phú Ford cho biết rằng, Tổng thống Donald Trump với những cái giá trị tài sản ông đã mất đi tới 600 triệu đô la, bởi vì những cái giá trị tài sản ở ngay tại New York đã trượt dốc. Đó là lý do mà trước đây vào năm ngoái ông đứng ở vị trí đó là 156, thì một cái bản thông báo được đưa ra từ Ford vào sáng ngày hôm nay cho biết ông đã tụt dốc xuống tới 92 bậc, đó là ở vị trí 248. Hiện tại bây giờ trong tay tỷ phú Donald Trump chỉ còn khoảng 3.1 triệu đô la mà thôi, mất ròng đi 600 triệu đô la một cách bất ngờ vào sáng nay. Vâng, lại dĩ nhiên thì chắc là trên vấn đề thương trường thì lên xuống là điều bình thường, nhưng mà ít nhất ông ta vẫn được lên ở cái chức vụ của ông, mọi người trên thế giới đều biết ông và quyền hành tối đa nằm gọn ở trong tay ông. Và đặc biệt chuyến đi châu Á, ông là một trong những nguyên tố kết của, nghĩa là đưa đến những cái kết thúc về tình hình an ninh trong khu vực châu Á. Và đặc biệt chúng ta nói đến Bắc Triều Tiên, khi chúng ta nói lên những cái lời có thể nói giận dữ và nóng của Tổng thống Donald Trump, nhưng chúng ta cũng nhìn lại đã từ lâu Hoa Kỳ có thể nói làm ngơ trước những sự phát triển của Bắc Hàn, và do đó chúng ta thấy những lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cũng là một trong những cái đòn đánh trả. Và cái sự việc này cũng đưa đến một trong những sự nghiêm trọng làm cho tình hình an ninh ở trong khu vực được dè chặt hơn. Và đó là một trong những cái sự kiện làm cho vấn đề hòa bình ở trên thế giới được bảo toàn hơn. Chúng ta nhiều khi nói đi, chúng ta cũng cần phải nói lại. Và chúng ta thử xem tình hình căng thẳng này sẽ giải quyết như thế nào. Trong lúc ông đã mất tới 600 triệu đô la theo tin của Fox cho biết, chúng ta chờ xem trong tương lai ông sẽ phục hồi như thế nào hay là mất thêm một số tiền nữa. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua cà phê sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ này.